Vâng, hãy cùng đến với trận thi đấu lại. Vừa rồi là một pha bị quýt. Tôi không hiểu sao tôi đang dùng một bản win mà Game Ranger rất hay bị crash, cũng như là đánh rất là lỗi. Đây không là một bản win chính thức của Microsoft. Tôi có bản này nhưng tôi đã xóa đi mất, và sau đấy lại tải một bản từ một anh nào đấy, người đạo hồi, và không tin tưởng cho lắm. Nói chung thì tải win từ bất cứ nguồn nào bên ngoài Microsoft thì đều không tin tưởng cả, nhất là mấy anh Việt Nam, Trung Quốc và mấy anh đỏ hồi Iran, Iraq. Trận thi đấu này sẽ là một trận thi đấu Summer Greek. Quân là 1-1 và 1-5 ở trong solo. Greek thì nó quá tịt so với quy định. Bãi quả hiện giờ tôi chỉ thấy có 6 cây, nhưng ngay cạnh đấy là hai con voi. Thường thì tôi không tin vào những truyền thuyết như là Summer 4 voi hay là nhà Hitty nghèo, nhưng mà có vẻ như là Summer cũng thường có voi thật. Tôi thì tôi cũng tin vào điều này. Những người lập trình game, lúc người ta tạo ra map thì người ta phải chọn chế độ một cách công bằng. Bầy hươu ngay cạnh bãi rừng. Anh tin không cần phải lùa về, trừ khi là anh có quá nhiều tay. Anh có thể chỉ cần phải đá ra một chút thôi, cho một con về. Sau đấy thì dành thời gian và sức lực để câu hai con voi về nhà chính thì sẽ là hợp lý hơn đối với những game thủ không phải là hàng đầu. Hiện giờ đây thì thế nhà không phải là quá đẹp. Tôi không thích những cái thế nhà mà nó cứ con vực và cánh rừng, cái giếng nó cạnh nhau thế này. Nhìn nó rất là ngứa, nó lại còn bao thêm cả một bãi đá góc bên ngoài. Con voi đầu tiên nó nằm xuống. Vâng, trận thi đấu này thì tôi quên mất là không soi đi xem chỉ số giò cũng như dân của hai bên. Bên kia Greek thì có vẻ như là chậm một thằng dân so với Summer. Con voi này thì cũng sẽ nằm xuống thôi. Dân săn mơ nó rất khó chết ở những con câu voi. Vâng, máy bây giờ đang là rất nóng. Tôi đang dùng laptop và có vẻ như nó không đủ khỏe để vừa chạy game và vừa quay phim như thế này. Không biết anh ấy sẽ chơi 23 thằng dân hay là 25 thằng dân đây. Đóng e không? Không thấy đóng e. Và cũng không thấy ngừng xin dân. Vâng, đã đóng e. Summer thì tôi nghĩ là không nên chơi 23 dân. Đánh 25 dân sau đấy có gì chuyển cung thì sẽ là hợp lý hơn. Bên kia đánh 22 thằng dân, tôi nghĩ là xin dân muộn. Vâng, xin dân muộn. Và chỉ số dòng 12%. Bài này hai bên thì cũng khá ngang phèo. Chú tiểu dò nhiều hơn một chút. Nhưng rồi thì Summer của anh Tiên cũng sẽ dò nhiều mà thôi. Bởi vì hiện giờ anh cũng chưa đủ đồ để lên đời. Anh mới chỉ có hai con voi và một bãi hươu 6 cùng với một thằng dân Luck. Một thằng dân đứng nhìn thằng kia Luck. Pha đập lô của anh tin, tôi sẽ tạm gọi là anh Ti bởi vì đọc tin rất là khó, tôi cũng chả hiểu tên của anh có nghĩa là gì nữa. Một thằng dân nó đang đứng chơi như vậy là Persian đánh 24 dân. Ở những trận đấu solo đỉnh cao thì tôi thường rất hay thấy các game thủ đánh 25 hoặc 26 dân. Vì như các bạn đã thấy BB solo với chim sẻ đi nắng, anh cầm Persian anh đánh 26 dân. Xong đấy chuyển A.
Bởi vì không phải như 22 thì các bạn có hai người để chém, nếu các bạn lên sớm 1-1 thì các bạn chỉ solo với nhau, và nếu đối phương bo kín mình đánh 2-3 dân mà không đủ lực để xoay chuyển thì sẽ rất khó để đối phó với bài của đội bạn, trong trường hợp như là bài của đội bạn kín chẳng hạn. Vâng, canh cũng chơi G chăng? Sẽ là một bài lên đời không quá sớm, và hãy để xem Greg, vâng, Greg còn lên đời muộn hơn. Không biết trận này ai sẽ là người lên đời 3 sớm hơn. Cả hai sẽ đều rất muộn. Một chiếc BG để tôi xem. Vâng, một chiếc BG hoàn toàn không hợp lý. Nó quá xa so với quy định, nhưng tôi nghĩ là anh đã anh ti rồi, đang rất vội vì vậy anh đấy đặt bừa bãi. Thằng Sang ngồi nhìn mép bản đồ và đang băn khoăn không hiểu ngoài kia là gì mà lại bóng đen mù mịt thế kia. Anh ấy đang muốn sang thế giới ảo. 5 thằng dân đầu vàng. Không, đây chỉ là 4, không, 5, 5 thằng dân đầu vàng. Khá đẹp và nhặt dân tốt. Như vậy là anh kích đời ở 12, đầu phút 12. Nếu Garrick kích đời được ngay lập tức thì vâng, Garrick vừa có một pha chết dần. Không biết là sư tử cắn hay là voi câu hay là hươu húc chết. Summer đang đánh rất chắc bài và đánh chém với Garrick. Nhưng Summer đánh chém thủ phù thì Garrick rất khó có cửa. Trừ khi là phải hơn hẳn một trình. Hơn nửa trình cũng rất khó để đánh. Tất nhiên thì bây giờ thì cả hai bên đều chưa lên đời. Và với việc bên kia chỉ có 60 vàng thì tôi nghĩ là chú tiểu sẽ lên đời muộn hơn. Tôi xem chú tiểu đã có giò chưa. Như vậy chú tiểu là người có giò trước. Và hãy xem chỉ số giò hai bên 29, 24, cả hai bên đều đã chạy giò. 29, 26, chú tiểu đang chạy giò rất nhiệt. 30, 27. Cả hai bên đang nên chạy giò và có vẻ như cả hai bên đều đang mix nhà của nhau. Phải chăng tôi sẽ thêm một chiếc nhà BP? Không, tôi không thêm BP. Thay vào đấy. Vâng, Greg là người lên đời sớm hơn. Cũng dễ hiểu. Bởi vì Summer đã có một pha đập lô. Greg có 4 con voi ở cạnh cái BS. Và BP đang được xây, đang được thiết kế để đối phó với Garrick. Và con chém của Garrick đã chạy đến đây. Để tôi dò cho các bạn xem nó chạy đến đâu. Thế đây, tôi đã miss nó. Vì việc hai con lạc đà đứng thủ thì Summer có thể thủ ok bãi vàng này. Bầy dân đang được cho đi, tôi không biết là đi đâu rồi. Ăn một bãi quả ngay sát nách nhà của Craig. Craig thì bên ngoài đời hiện giờ đang phá sản, cũng đúng như thực lực ở trong đề chế, cầm Craig thì luôn luôn phá sản, trừ khi là các bạn đánh ở map dead map hoặc là solo cuối đời 4. Đời 2 và đời 3 của Craig thì đều rất phế, đầu đời 4 cũng khá phế, chỉ có cuối đời 4 của Craig thì mới phát huy được tác dụng. Hiện giờ thì với con phù ở đây, tôi nghĩ anh tiểu anh ấy sẽ không dám lên, không dám công lên nữa mà anh sẽ lùi lại và chờ thời, chờ đến phút 25 quýt thì nó mới mới đẹp. Quýt ngay phút thứ 18 thì nhìn nó không hay. Ăn được bãi quả này thì lực của Samurian là rất khỏe. Tôi nghĩ con voi này và con ngựa giò nên solo với nhau. Một quyết định khá hợp lý của anh Ti khi mà anh ấy không nâng công hay là chém, không hay là thủ cho con chém, cho con lạc đà. Đang, tôi đang dò theo hướng đi của con chém của anh tiểu.
Điều anh ấy đang đi vòng. Đó là lý thú, anh ấy đi vòng. Anh không đi chính diện nữa. Vâng, anh rẽ vào. Anh rẽ. Và anh nhầm con hừu nhưng hai con nùi đang ở trong. Con chèo này sẽ chết thôi. Chết ngay thôi. Nó chết dưới bàn tay của chủ nhân, chứ không phải dưới bàn tay của những cụ già bên anh ti. Năm con hù vừa được bọc trong mấy chiếc nhà BE đánh rất chắc bài. Gần như các bạn đều có thể đoán ra là trận đấu này kết quả chiến thắng sẽ thuộc về bên nào. Vâng. Nhưng con đi không có quá nhiều tác dụng ở thời điểm này nữa. Tôi cần 5 con phù được 5 con lạc đà này. May ra Greg lại có một chút cửa lại. Tôi không hiểu dân của Greg đang ở đâu khi mà bài quả này thì anh không ăn mà làm ruộng cũng không thấy. Tôi nghĩ đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình. Pha công khá tốt của Greg nhưng tình thế nó không đủ. Anh còn làm gì mà chưa quit, tốn tiền điện nước anh ơi. Trước khi quyết anh ấy cũng đã rất là vinh quang chọc chết được 5 quân phù, nó còn một con đứng đây, nó sẽ ăn được thôi. Đúng, vợ ngài đang xây những chiếc nhà bi ngay bên ngoài. Tôi xem nó sẽ đi ở đâu. Đây, đây là vị trí bi của anh ấy. Hai đánh dân làm vàng ở đây chăng? Không phải.